Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 100 tóc cần có ký hiệu là KIA từ sàn KIA Swap các bạn. Thì 100 tóc cần này trị giá là khoảng 20 đô. Thì tổng nguồn cung của dự án này nó có 80 triệu tóc cần các bạn, chạy trên tảng BNB Smart Chain. Chương trình này góp này nó sẽ bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 và kết thúc vào ngày 20 tháng 6. Và sẽ phân phối từ ngày 30 tháng 6 cho đến ngày 5 tháng 7 nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở lên form các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của bạn vào nè. Đây đi. Tiếp tục thì các bạn follow Twitter nè. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi tiếp tục các bạn follow John cho hai kênh Telegram của nó, kênh group và kênh Shiller. Kèo này khá là ngon đó các bạn. Các bạn làm cố gắng làm kèo này các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nè. Không có cấp cha. Các bạn join tiếp kênh Telegram group nữa nè. Rồi các bạn join sao các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Ê, sẽ dặn luôn nè. Rồi tiếp tục thì dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của các bạn vào nè. Dòng thứ hai thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nè. A cộng win V này là H9 nè các bạn. Sorry các bạn này quên tweet nữa các bạn. Follow không. Rồi các bạn vô đây các bạn tweet bài dự án của nó các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chỉnh chẳng cho tweet nè các bạn. Bây giờ đang game nè. Rồi các bạn tăng ba người bạn mình vào các bạn, hoặc là để là lần gì cũng được chứ. Rồi các bạn bắt up nữa nè. Rồi các bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra lại. Chiều khuya qua nói chuyện lớn không được các bạn ơi. Các bạn thông cảm nha. Rồi các bạn chia sẻ cái bài này nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết. Rồi các bạn bắt up lên. Các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi tiếp tục quan điện là username Telegram của tất cả các bạn vào setting copy username Telegram các bạn đã xôn xao các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ gym BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain trên chiếc chocolate của các bạn mới đắp lên nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi cái mã này là cái mã su email username vô tôi gần gì. Rồi cái dòng này thì các bạn điền giùm mình là A cộng win V này là H9 các bạn. Mình còn đấy phần link mô tả video các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ ra xong luôn tất cả các bạn. Ok như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 100 tập cần có kêu là KIA từ sàn KIA Swap. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.